cần bán nhà xây mới 4 tầng có vị trí nằm tại đường Tây Lai Xá, Kim Trung, Duy Trạch, Hoài Đức, Hà Nội. Ngôi nhà có diện tích đất ở trên sổ đỏ là 36 m², có hướng chính là hướng Đông Bắc, được thiết kế xây dựng là 4 tầng. Cái vị trí của ngôi nhà thì rất gần với lại trường Đại học Công nghiệp, rất gần với lại khu trung tâm bến xe Mỹ Đình, trường Đại học Thương mại, Học viện Báo chí Tuyên truyền. Vị trí đi lại thì rất là gần, tiện với lại các khu dịch vụ như là chợ, siêu thị, trường học. Cái vị trí đường ở trước nhà là rộng 3,5 m, ô tô là có thể đỗ ở trước cửa. Thiết kế là 4 tầng, bao gồm là 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Ngôi nhà thì đang được chào bán với giá là 2.650.000.000 đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sơn tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Thì hiện tại là mọi người đang tham quan ở phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà. Mọi người có thể nhìn thấy thiết kế của tầng 1 là bao gồm là 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 khu vực để xe. Thiết kế của tầng 1 là tương đối rộng. Nhà là căn góc, có 2 mặt thoáng, có cả cửa sổ mở ra ở phía bên hông nữa. Toàn bộ hệ thống giấy dán tường cũng như hệ thống phào chỉ là đều đã được hoàn thiện xong hết rồi. Và đây là cái khu vực bếp. Toàn bộ hệ thống tủ bếp được chúng tôi sử dụng là chất liệu là bằng gỗ thịt, được sơn, tẩm, chống sấy, chống cong vênh, mối mọt. Đấy, mọi người có thể là nhìn qua toàn bộ cái không gian của tầng 1 đây. Gạch nát nền sử dụng là gạch granite, kích thước là 60 x 60. Trần thạch cao, đèn led, đèn chiếu sáng này đều được lắp đặt và hoàn thiện xong hết. Khu vực cầu thang để đi lên phòng khách ở bên trên tầng lửng. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang sử dụng chất liệu là bằng gỗ lim. Mặt bậc và cổ bậc là dùng đá granite nguyên tấm. Thiết kế tầng lửng với công dụng là phòng khách hoặc là phòng sinh hoạt chung của toàn bộ gia đình. Khu vực ô cầu thang và ở bên trong phòng là sẽ được ngăn cách là bởi một cái vách gỗ và một vách CNC. Mọi người có thể là nhìn thấy toàn bộ cái không gian đây, không gian rất là thoáng. Trần thạch cao. Gạch nát nền thì là sử dụng là gạch 60 x 60, màu trắng vân khói. Chúng ta có ô cửa sổ ở phía bên hông để cung cấp ánh sáng và không khí, cũng như là để lắp đặt điều hòa cho căn phòng này. Toàn bộ hệ thống phào chỉ, giấy dán tường là cũng đã được hoàn thiện xong hết rồi. Đấy, mọi người có thể quan sát toàn bộ cái không gian của tầng 1 từ phía bên trên tầng lửng này. Cái thiết kế nhà mà có tầng lửng này thì mà khi chúng ta vào trong nhà thì là cái không gian nó rất là thoáng, nhìn rất là hiện đại. Tiếp theo là ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà đây. Tầng 3 được thiết kế là bao gồm là 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Mọi người có thể nhìn thấy chúng ta có 1 phòng ngủ ở phía bên trong, 1 phòng ngủ ở phía bên ngoài. Phòng ngủ có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài để cung cấp ánh sáng và không khí cho căn phòng. Toàn bộ hệ thống cửa sử dụng là cửa nhôm kính và có chắn song ở phía bên trong. Cửa thông phòng sử dụng là cửa gỗ lim. Thiết kế phòng ngủ tương đối rộng, vuông vắn, cho nên là chúng ta là có thể là kê thoải mái giường, tủ cũng như là bàn làm việc, bàn trang điểm. Đó, không gian của phòng ngủ đây. Không gian rất là rộng, rất là thoáng. Gạch nát nền là sử dụng là gạch vân gỗ, kích thước là 60 x 60. Toàn bộ hệ thống trần sử dụng là trần thạch cao. Hệ thống đèn chiếu sáng là đèn led. Và đây là khu vực nhà vệ sinh. Toàn bộ hệ thống gạch ốp tường của nhà vệ sinh là sử dụng là kích thước là 30 x 60. Hệ thống sen vòi, hệ thống bồn cầu, lavabo cũng như là phụ kiện vắt khăn, gương soi là đều đã được lắp đặt và hoàn thiện xong hết. Ở trong nhà vệ sinh thì sẽ có luôn cả quạt hút mùi. Đó, không gian nhà vệ sinh là rộng và tương đối hợp lý, đầy đủ để cho mọi người có thể sử dụng. Và đây là phòng ngủ ở phía bên trong. Phòng ngủ có cửa sổ mở ra ở phía bên hông. Đã thiết kế sẵn hệ thống ống chờ để lắp điều hòa. Cửa sử dụng là cửa nhôm kính và bên trong là sát hộp sơn tĩnh điện. Diện tích phòng rất là rộng, luôn luôn đầy đủ ánh sáng và không khí cho căn phòng. Với cái diện tích phòng ngủ là tương đương với khoảng tầm 12 đến 13 m2 thì chúng ta là có thể là hoàn toàn kê được giường 1m8 2m, tủ quần áo dài 1m8 và kê thêm cả bàn làm việc, bàn trang điểm cho căn phòng nữa. Tiếp theo đây là ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Ở phía bên trên tầng 4 thì sẽ được chúng tôi thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một phòng thờ và một sân phơi. Mọi người có thể là nhìn thấy đây, cái phòng ngủ thiết kế như tương tự phòng ngủ ở phía tầng bên dưới thôi. Đây là nhà vệ sinh. Toàn bộ nguyên vật liệu và thiết bị sử dụng trong nhà vệ sinh của tầng 2 và tầng 3 là giống hệt như nhau. Đây là khu vực phòng thờ. Và cuối cùng đây là cái khu vực sân phơi. Chúng tôi đã thiết kế xong cái hệ thống điện, hệ thống nước để quý khách hàng có thể là lắp đặt máy giặt ở phía bên ngoài đây. Toàn bộ cái hệ thống lan can chuồng cọp là cũng đã được hoàn thiện xong hết để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đấy, sau đây là mời mọi người tham quan lại một chút những cái vị trí ở trong ngôi nhà. Ngôi nhà này thì ưu điểm là toàn bộ tất cả các ô cầu thang là chúng ta đều có cửa sổ mở thông vào để cung cấp ánh sáng cho khu vực cầu thang. Tôi xin nhắc lại một chút cái thông tin của ngôi nhà để cho quý khách hàng có thể nắm được rõ ràng hơn. Ngôi nhà có vị trí nằm tại đường Tây Lai Xá, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Có vị trí nằm rất gần với lại trường Đại học Công nghiệp, trường Đại học Thương mại, Học viện Báo chí Tuyên truyền cũng như là cái bến xe Mỹ Đình. Xung quanh ngôi nhà thì là có đầy đủ tất cả các tiện ích như trường học, siêu thị, chợ, nhà văn hóa. Ngôi nhà có diện tích là 36 m2, được thiết kế là xây dựng là bao gồm là một phòng khách, một phòng bếp, 3 phòng ngủ, một phòng thờ, một sân phơi và 3 phòng vệ sinh. Có hướng chính là hướng đông bắc. Và cái vị trí đường trước nhà của ngôi nhà là đường rộng 3,5 m, ô tô là có thể đỗ ở trước cửa. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 650 triệu đồng. Quý khách hàng có nhu cầu xem nhà hoặc là cần hỗ trợ thêm, tư vấn thêm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Xin cảm ơn.